Đây là bánh răng kim loại nha các bạn. Bên trong có mỡ bò trơn nha. Chào mừng các bạn trở lại với video review sản phẩm của kênh điện tử DT. Ở video này mình sẽ review về motor giảm tốc DC 12V. Và ở đây mình có 4 motor, 2 motor phía bên phải là XD37GB520. Hai motor này sử dụng dây áp 12V và sẽ có hai tùy chọn về tốc độ là 30 vòng trên 1 phút và 100 vòng trên 1 phút. Và hai sản phẩm bên tay trái là CGA25370. Hai motor này cũng sử dụng dây áp là 12V và cũng có hai tùy chọn về tốc độ là 60 vòng trên 1 phút và 130 vòng trên 1 phút. Hiện tại bốn sản phẩm này được bán trên website điện tử dt.com. Từ trình duyệt các bạn truy cập điện tử dt.com, sau đó tìm kiếm từ khóa tương ứng với lại bốn motor có trên màn hình. Hiện tại điện tử DT còn rất nhiều sản phẩm liên quan đến motor và điều khiển motor, các bạn có thể truy cập đường dẫn ở dưới phần mô tả video để xem chi tiết. Và đây cả bốn motor đều sử dụng dây áp là 12V. Khi chúng ta cấp nguồn thì trục chính motor sẽ truyền qua hộp số, sau đó giảm tốc độ xuống ra trục D nha các bạn. Về kích thước motor, lỗ bắt motor và kích thước trục, các bạn có thể truy cập website để tham khảo chi tiết. Và đây cả bốn motor đều sử dụng bên trong hộp số đều là bánh răng kim loại nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Bánh răng kim loại thì sẽ bền hơn và thời gian sử dụng sẽ lâu hơn. Đối với bánh răng nhựa, nếu trường hợp tải quá nặng thì có thể bị hư bánh răng nhựa và hư động cơ nha các bạn. Còn đây sử dụng bánh răng kim loại cho nên thời gian sử dụng rất bền và chịu lực sẽ cao hơn nha. Đây là bánh răng kim loại nha các bạn. Bên trong có mỡ bò trơn nha. Và tiếp theo mình sẽ mở motor CGA25370 ra cho các bạn xem. Bên trong cũng là bánh răng kim loại nha các bạn. Và ví dụ đây chúng ta cũng có thể sử dụng thêm điều tốc cho motor giảm tốc này để tăng giảm tốc độ. Ví dụ đây mình sẽ sử dụng mạch điều tốc động cơ DC BWM 12-24V, dòng chịu tải là 10A. Ví dụ bây giờ mình sẽ lắp cái động cơ XD37GB520 100 vòng trên 1 phút nha. Và hiện tại điện tử DT còn rất nhiều sản phẩm liên quan đến mạch điều tốc, tùy vào nhu cầu sử dụng thì các bạn lựa chọn sản phẩm cho phù hợp. Và mình cũng sẽ gắn với motor CGA25370, tốc độ là 60 vòng trên 1 phút. Và video review nhanh về motor giảm tốc 12V DC của điện tử DT đến đây hết. Các bạn có bất cứ góp ý gì hãy để lại bình luận dưới phần mô tả video. Nhớ like và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình đăng video mới. Cảm ơn các bạn.